Em chào anh. Vâng, anh nghe nói nhà anh có cái cây gì, cây để chữa bệnh dạ dày nhỉ? À, gọi là cây rụt. À, cây rụt đâu anh? Cây đâu rụt. Đâu? Cây rụt đâu? Cây rụt đây. Đâu? Đây đây. Đâu? Đây đây. Gọi là cây rụt. Đâu? Ui, đây á, cây này á. Cái to này cơ. Khoảng đó. Mấy chục năm rồi. Cái to đây, thế cơ? Cái to này. Mấy chục năm rồi. Thế nó có từ thời các cụ à? Từ thời các cụ. À. Từ thời các cụ. Tức là gì? Đây nó đẻ ra một cành con đấy. Nữa này. À, đẻ ra đây nhá. Đây này. Trước là xây bằng nào đây? Đâu? Trước xây bằng nào ngoài này? Ừ. Thế là coi như là người ta vào đéo trộm. Đéo trộm. Đéo trộm mới bỏ đây. Ừ. Mất. Nửa thân cây đấy. Người ta biết là... Người ta biết làm là thuốc à? Cây này làm thuốc. À, thuốc dạ dày. Thuốc để chữa, chữa dạ gì? Dày tá tràng. Đại tràng có được không? Đại tràng tá tràng. À, chơi hết. Chơi hết. Đâu thế, cái lá nó như nào nhỉ? Đây, lá đây. Đâu? Đây. Ừ, xem. Cây rụt à? Cây rụt. Gọi cây rụt. Dùng vỏ cây rụt. À, để cái lá nó như này chữa bệnh đại tràng dạ dày. Thế cái này đã nhiều người chữa, anh đã chữa nhiều người chữa chưa? Đây, đéo trộm này. À, thế, ừ. Thế nhiều người chữa khỏi chưa anh? Cũng nhiều người khỏi. Khỏi về cái cây này. Có khi người ta không biết nhỉ? Ừ. Ừ. Thế là người ta không biết đấy. Chứ nếu người ta biết thì người ta đéo hết. Ừ. Đấy. Đây nhá. Thế như anh có bán không? Anh có bán cái cây này bán để làm thuốc chữa dạ dày, anh có bán không? Nếu cái vỏ bán, này. Bán thì chú giảm bao nhiêu? Vỏ cơ mà. Ừ. Một cân vỏ này bao nhiêu? Cái vỏ này dày nhỉ? Khả năng vỏ dày lắm nhỉ? Vỏ dày. Đấy, chúng nhìn thấy không? Dày dày, rất toát cái này. Ừ, dạ. Vỏ dày thế. Người ta lấy cái thân này. Thế thì một cân này anh bán bao nhiêu tiền một cân vỏ? Một cân này. Đỏ cả 200.000. 200.000 cân. 200.000 cân. Tươi đấy, vỏ tươi đấy. Tươi chứ không phải khô đâu. Ừ. Đấy, chú xem. Cái này mà cứ đéo vỏ đi nó lại liền thôi mà, nó lại can đây này. Lại nó lại liền mà. Rồi, đúng rồi. Chứ có phải là đéo đi là đấy, nó chết đi rồi. Nó mất đâu. Thế nhưng mà đấy. Cây chữa bệnh là nó như này chú. Ừ. Cây chữa bệnh là nó nó xùi ra đây. Ừ. Đây nó còn đây bên này đéo nó còn xùi ra này. Xùi ra đây xùi ra. Ừ. Thế là cây quý đấy. Cây này là quý hiếm mà. Ừ. Nếu mà tỉnh Bắc Giang không còn cây nào như thế này. Đây là Bắc Giang huyện gì anh ơi? Huyện Lạng Giang. Huyện Lạng Giang à? Huyện Lạng Giang. Tỉnh Bắc Giang có một cây rụt. Cây này thôi. Cây gọi là cây rụt duy nhất. Cây rụt để chữa bệnh. Để chữa bệnh. Dạ dày. Dạ dày, tá tràng, hành tá tràng. Cho mọi người. Ừ. Anh có cam đoan là uống khỏi không? Xin là mua các kiểu. Cam đoan là chữa khỏi. Khỏi 100%. Khỏi 100%. Anh uống tầm bao nhiêu ngày thì khỏi? Một tháng là khỏi. Thế nếu mà cứ mỗi lần uống là đun bao nhiêu, sắc bao nhiêu? Tức là 100g. 100g tươi. Nếu khô thì nó không, 100g là một lạng. Thế nhưng mà khô đi thì nó chỉ còn độ 30g đến 40g thôi. Một ấm đấy. Thế cứ quay một ấm đi. Thế có cần cộng thêm cái gì không? Không cần. Độc tôi toàn nó đấy. Độc một mình. Độc ấy. Điệu quả này về với nước. Là xong. Là à, thế là cây này được gọi là cây quý hiếm. Cây thuốc đây. Cây thuốc nhưng mà to cổ thuốc như này. Hiếm đấy. Đấy. Nhưng mà... Đây. Bao nhiêu người đó. Đây. Bên này. Đây. Kinh nhỉ.
to nhỉ. Thủ dụng mấy chục năm. Đâu cỡ 100 năm. Cỡ được 100 năm. Cái này nó có quả sao? Có quả không anh? Không có quả. Không biết ra quả. Đừng cái rụt nó có quả. Quả chua chua hay sao? Không. Nó có mùa hè. Chắc mấy mùa hè. Hay là vào mùa hè nó mới ra. Tại vì ở đây nếu nói tỉnh Bắc Giang không có cây nào như này. Báo cáo ở tỉnh Bắc Giang không có cây nào, không có cây nào như này. Mà nó lại thẳng như này, mà vỏ dày như này. Ừ. Đấy. Vỏ cái lấy vỏ mà cây lấy vỏ cho nên vỏ nó dày. Cái cây ngũ gia bì cũng thế, lấy vỏ rất dày. Thế tài mà nó lên rất đẹp. Rất đẹp. Nếu cây này mà làm cây xanh thì xanh. Làm cái cảnh. Cái cảnh thế anh là có đã chữa được nhiều người chưa hay là anh ôi, dùng có 3 người thôi mà khỏi triệt để luôn. Đến bây giờ có thấy ai bảo là tái lại không? Thấy tái cả. Mà người ta uống được lâu lắm chưa? Uống mới được mấy năm? 3 tháng thì chưa biết. 3 tháng là nó phải 3 năm rồi thì mới biết là có tái hay không. 3 tháng khỏi. 3 tháng khỏi rồi. 3 tháng khỏi nhưng đến bây giờ không bảo gì là không kêu chào uống 3 tháng mới khỏi rất điểm. 3 tháng mới khỏi. Tưởng là uống có 1 tháng. 3 tháng mới khỏi. À. Nên mỗi ngày uống 40 gram khô. Phơi khô lên thì độ 40 gram nhỉ. Thế thì uống 3 tháng thì cũng mất nhiều đấy. Nhưng mà một sắc một lần uống 2 ngày chứ uống thì 1 ngày hết rồi. Một lần uống 3 ngày. Cái bình một lần khắc cái bình đấy. Một lần khắc là uống 3 ngày. Đấy. Nước lên cái vỏ như này nhá. Đeo hết cái vỏ trắng ngoài đi. Cạo lấy độc cái vỏ trong thôi, cạo hết cái vỏ khô đi. Cạo vỏ khô đi. Đây, lấy thịt thôi xong bắt đầu phơi khô. Thái ra phơi khô. Vâng. Đấy. Đây ná cận cảnh cái ná đây. Cận cảnh là cái rụt đây. Bà con và các bạn xem đây cây rụt cận cảnh. Nếu cả tỉnh Bắc Giang không ai có, không ai còn. Thế là cái vỏ mình lấy về mình phải băm ra xong rồi phơi xong mới sao? Phơi khô. Sao? Sao vàng. Sao vàng. Hạ thổ. Sắc đặc. Sao vàng hạ thổ. Hạ thổ. Xong bắt đầu sắc đặc. Nước. À. Uống. Thế thì đúng. Sắc là 440 gram thì 3 bát nước. 3 bát nước. Thì sau mình lấy bao nhiêu? Nước. Lấy bao nhiêu ạ? Lấy 1 bát. Lấy nước. Thế là được. Yeah, uống được. Trong vòng một tháng. 1 tháng đã khỏi rồi. Trên đời không ai có cái chữa bệnh. Cái đợt nào có cái bà dòng tuổi nào ăn trộm hết nửa cây vỏ. Toàn thế này nó lấy về nó làm chữa bệnh. Làm cái gì? Thế thằng Toàn Hà Hải nó bảo nó lấy chưa. Ừ. Mà Quang cái thấy cái nón nó nhấp nhô ở đấy suốt buổi trưa. Quang tưởng bắt qua bắt làm gì. Chiều tối bây giờ ra coi nó cảm thấy nửa cây. Cây này bỏ nó dày 4-5 phân. Ừ, nhìn dạ dày, tá tràng. Chữa bệnh dạ dày, tá tràng. Dạ dày, tá tràng. Thế cảm ơn anh đã chia sẻ về cây rụt chữa bệnh dạ dày cho bà con. Dạ dày, tá tràng. Xem nhá. Thế chúc anh là có ngày càng có những cái cây thuốc quý phổ biến cho bà con nhá. Thế chào anh. Các bạn xem video thấy hay chia sẻ đăng ký kênh để được xem các video tiếp theo. Xin chào bà con, chào các bạn.